Hello, xin chào thầy, anh em đã trở lại video của Hải Mã nha. Hôm nay giới thiệu anh em một con máy cưa xích Hitachi CS35. Đó, máy zin nguyên bản luôn nha các bác nhá. Con này là mẫu cưa tay cụt loại lớn cho anh em chuyên cắt tỉa cành cây lớn nha anh em nhé. Máy zin từ đầu đến đuôi hết. Đó, có tăng xích này. Tăng xích làm zin lam nhé. Xích là sử dụng xích là xích mini 91 này. Đó, đời này là có phanh xích anh em luôn. Đó, lên cây rất an toàn. Máy của Nhật nguyên bản zin nhá. Đó, có giật trợ lực luôn. Đó, và con này thì em đang bán cho anh em với giá là 2.600.000, bao ship tận nhà cho anh em luôn, tặng kèm đầy đủ phụ kiện, dốt xích tích mở buji và tô vít chỉnh nhá. Đó, nếu là có nhu cầu mua thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0345 05 39. Đó, bây giờ ship cô tận nhà cho anh em luôn. Đó, bây giờ xin phép test nổ cho anh em cái máy nhá. Con này thì nòng của nó là 40 ly, trọng lượng của nó là 4 kg. Đó, lam dài 40, từ trên ốc còn được 35. Chuyên cắt tỉa cành, sử dụng để cầm một tay anh em kịp leo lên cây để cắt, rất là gọn nhẹ nha. Đó, và công suất này rất là lớn, con này nòng 40 ly nên anh em biết rồi, máy nó rất là mạnh nha. Đó, rồi xin phép test nổ cho anh em cái máy luôn. Có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại 0345 05 39 giúp bảo nhá. Xin đó là thế nhá.